Lấy anh vừa đi đuổi em rồi. Ra kia nhé. Ra kia. Đóng.
loại này là nó không vướng cái mic, nó không vướng. Cái loại này cài mic là lộn lộn này để ý nữa là cài cả cái mic phỏng vấn đấy. Có nghĩa là mic không dây từ xa vào nó không vướng, bị lộn lộn quay quay nó không vướng. Đây mua đắt thế đấy. Cũng chưa biết dùng dùng này nhiều cái này còn cắm là nó còn có cái lưới này à? Đã dùng đâu? Đâu đã ấn tục này nó còn mấy cái lưới như kia gì? An Phú trong trang phục áo đỏ quần đỏ. Gần màn hình của các bạn, đội công an huyện trong trang phục áo xanh quần đen phía bên kia màn hình. Hiện tại đang là xem đấu thứ hai, điểm số 12-6 nghiêng về công an huyện. Xem đấu đầu tiên, xã An Phú đã chiến thắng công an huyện. Giải sẽ diễn ra trong một ngày, hôm nay là 2 tháng 7 năm 2020. Giải mới diễn ra có 2 trận nhưng chúng tôi đã xác định được nhà vô địch rồi. Đây, bạn sẽ xem những nhà vô địch của ngày hôm nay. Sao mà chạy? Rồi.
nay định quay bán Tết bóng hơi, nhưng mà thằng em nó lại bận, nó không đi được cùng. Thế là thôi bỏ sáng mai quay chung Tết, hôm nay đánh đây một ngày để quay đây. Năm thằng em chúng nó đánh Hải Linh nhất đấy, Tuyên đấy gái có nhất một năm có ai lúc ấy cháu chưa đánh, cháu còn nhỏ. Cháu là đội công cháy à? Công sáng. Anh vừa gà Hải Hậu năm vừa rồi khán giả có đông như những năm trước không? Có cho ngồi xuống dưới sân này vẫn tràn sân. Thank you.
2322 2-0 kết thúc trận đấu.